Tiếp theo mình hướng dẫn mọi người cách dùng app Kunicam mọi người nha. Bây giờ mọi người vào chụp ảnh bất kỳ để chỉnh đi. Rất nhiều bộ lọc mới mẻ và đẹp mọi người nha. Có cái vệt sáng, có bụi này. Đấy mọi người nha. Rồi chỉnh độ sáng các thứ ở đây. Đấy, ngoài đâu thể nhìn video mọi người nha. Chỉnh đây. Ái cái của mình chưa full đi nó chưa được. Chỉnh cả video mọi người nha. Thì cách dùng 3 video kiểu như vậy.